Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886. À, thì mấy ngày nay mình do bằng công việc anh em và những kèo cam xảy ra hiện tượng gần đây rất là nhiều, cho nên mình không có một cái dự án nào tốt để mình ra video giúp cho anh em kiếm tiền ha. Thì nói chung là kèo agbt của dự án sàn binance nó đã, đã cam rồi anh em ạ, à. mình cũng đã mất khá là nhiều. À, cái ngày chủ nhật anh em mình có nạp vào 80 đô để mình mua cái gói tiếp tục anh em nhưng mà lúc đó mình nghĩ là để thứ hai mình rút tiền nhưng mà không ngờ nó scam luôn anh em ạ à. mình cũng mất khá là nhiều với dự án là AGBT đó ha ok thì trở lại cái dự án đầu cái đồng EVM đây là một dự án đầu coi miễn phí hoàn toàn 100% anh em và cái dự án này cũng cực kỳ uy tín ha thì nói chung đó, là mình có một cái lời khuyên chân thành tới tất cả những anh em kiếm tiền online à, tốt nhất là chúng ta nên tham gia những cái dự án mà miễn phí à, đừng có tham gia vào dự án đầu tư anh em ạ à. tại vì mình thấy scam khá là nhiều một dự án tồn tại chỉ trong vòng khoảng 2 tuần 3 tuần rồi có dự án thì ra vài ngày đã sẽ cam rồi mình thấy khả năng mất mát của anh em và của mình rất là nhiều cho nên mình khuyên em tốt nhất những dự án đầu tư nào mà anh em cảm thấy chịu được rủi ro thì hãy cân nhắc nha tại vì mình thấy xe cam quá anh em ok ha ok quay lại cái dự án là đào coi LVM này cách đây 3 tuần trước mình có review cho anh em một dự án đào coi LVM và mình cũng đã rút thành công là 15 đô ok thì mình sẽ vào cái chỗ trang section cho anh em xem nào, chỗ withdraw nè. Đây. Thì anh em sẽ thấy ha. Thì đây mình đã rút được 30.000 cái token EVM về cái sàn giao dịch của nó luôn nha anh em. Cái này thì mình phải rút về sàn trực tiếp của nó. Nó thanh toán rất là nhanh luôn. Ok. Thì video này mình sẽ cập nhật lại cái dự án này. Nếu như anh em nào chưa khai thác thì hãy nhanh tay khai thác. Tại vì mình thấy dự án này cũng khá là khá là uy tín anh em. Rút thì nó về liền à. Ok. Rồi thì anh em mức rút của anh em á tùy theo cái mức VIP ha. Ví dụ anh em vào những người đầu tiên anh em ở cái VIP 1 này thì mình kéo xuống cho anh em xem ha. Ví dụ như khi anh em đăng ký anh em đào cái VIP 1 thì anh em sẽ được là 600 cái đồng LBM mỗi ngày. Và cái min rút của cái VIP 1 này chỉ có 3.000 thôi. 3.000 là anh em có thể rút về sàn giao dịch của nó luôn. Rồi đối với anh em VIP 2 này thì mỗi ngày như vậy anh em sẽ được là 1.200 LBM. Và cái min rút của anh em sẽ là 10.000 ha. Nói chung là nó tùy theo cái mức VIP thôi. Nhưng mình VIP 3 thì mình sẽ mất rút là 50.000 nha 네 anh em. 50.000 ha. Ok thì anh em vip 2 như là rút 20.000 hay sao á, mình cũng không rõ lắm. À, tại vì cái min rút của mỗi vip nó có khác nhau. Còn cái vip 4 tới 100.000 ha. Còn vip 5 thì chắc có lẽ mình nghĩ nó sẽ tăng lên, vip 6 nó cũng sẽ tăng lên. Ok. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để chúng ta tăng được cách vip 6 ha. Vip 5, vip 4, vip 6 và cái min rút nó sẽ tăng lên và cái cơ hội kiếm tiền của chúng ta sẽ kiếm từ một ngày như vậy là từ 5 U ha, 5 U cho đến 10 U một ngày rất là đơn giản. Với việc là chúng ta chỉ cần 10 bạn bì thôi anh em tại vì cái này nó không có cái nạp tiền để chúng ta nâng vip đâu. Chúng ta phải chia sẻ dự án này thì chúng ta mới được tăng vip nha. Ok. Thì cứ anh em đăng ký tài khoản thành công rồi cứ sau 24 giờ anh em nó sẽ reset lại tất cả những đồng coin ở đây. Anh em đạt ở mức vip nào thì anh em sẽ nhận ở mức vip đó ha. Ví dụ như mình nè, cái vip 3 của mình thì mình sẽ nhận được là tầm khoảng là một ngày như vậy là 2.500 cái đồng EVM Và hiện tại mình đang có là 40.600 nha anh em. Ok ha. Thì mình sẽ bấm vào cái chữ là bit on này để mình nhận tất cả ha. Anh em nhấn vào thì cái số coi của mình nó sẽ mất đi ok chưa thì nó chưa cộng anh em cứ lót lại như thế này nè đó nó sẽ cộng coi vào cho anh em đó thì số coi của mình đang có là 43.100 mm thì mình sẽ vào chữ cắt cho anh em xem thì cái tương đương tầm khoảng là 21 u ok ha thì cái số tiền này mình sẽ rút luôn nha anh em à, min rút của con này à, của cái vip của mình nó hiện tại là 30.000 và cái sàn để chúng ta rút về anh em thì anh em có thể download trực tiếp trên cái này luôn để chúng ta rút về thì mình sẽ dịch ra cho anh em xem này đây để anh em biết cái quy định rút tiền của nó ha. Đó thì anh em phải đăng ký bằng cái địa chỉ email mà anh em đăng ký với cái ứng dụng này, tức là cái sàn giao dịch này anh em chỉ cần nhấn tải xuống ha. hoặc là mình có để đường link bên dưới anh em không cần nhấn vào cái này cũng được, thì anh em cứ vào trực tiếp tải và cái mã mời của nó cũng như là anh em phải nhập cái mã mời từ cái dự án này luôn, ok ha. thì ở đây thì anh em phải để ý nha, thì uh, nó tùy theo cái mức vip nha và địa chỉ email này có thể sử dụng được đăng nhập trực tiếp vào tài khoản AMS Vũ trụ của bạn, ok ha. tức là cái sàn này á với cái ứng dụng này á, là một nha em là một ha và nó tạo ra một cái sàn riêng để anh em rút cái đồng coi LBM về ok thì mình sẽ vào cái sàn giao dịch này cho anh em xem luôn và đây là cái sàn giao dịch giao dịch uh, mod của nó luôn nha anh em nó uh, chuyên uh, lưu trữ tất cả các đồng coi ha và đặc biệt cái đồng LBM này anh em sẽ rút rút trực tiếp về cái sàn này ok anh em vào chữ mai này thì uh, ở đây mình sẽ vào cái chỗ là tài sản của mình ha cho anh em xem là cái tài sản của mình đang có là như thế nào đây bữa mình có rút là 15 USDT à 15.09 nha anh em, anh em vào ha. Thì ở đây anh em sẽ thấy được nè. À đã chuyển về cho mình nè, đó 15 đô.09. Nhưng mà đặc biệt đối với cái sàn giao dịch này á, min rút tối thiểu của nó sẽ là 100 đô, anh em lưu ý nha. Anh em cứ đủ 100 đô thì anh em có thể rút từ sàn này về cái sàn khác để anh em bán. Tại min rút của nó cũng cực kỳ cao anh em, min rút của cái sàn giao dịch này nè. Thì mình cứ đào bên kia thoải mái thôi anh em, miễn phí mà. Chúng ta cứ rút trực tiếp về thôi. Đó, chúng ta có thể rút trực tiếp về cái sàn này và sau đó chúng ta cứ rút về cái sàn khác để chúng ta trao đổi. Ok. Và số dư của mình hiện tại nè, thì 15 U ha, thì mình sẽ cố gắng đào cái đồng EVM MMM và cố gắng nâng cấp viết thật nhanh để chúng ta có thật nhiều cái đồng EVM MMM để chúng ta rút về cái sàn này chúng ta trao đổi nha anh em. Ok nha. Thì bây giờ mình sẽ trở ra cái ứng dụng đào coi EVM MMM để mình rút về cho anh em xem nha. Ứng dụng này thì khá là đơn giản thôi, anh em chỉ cần đăng ký rồi anh em chỉ cần rút về thôi. Rồi anh em bấm chữ withdraw ở đây nè, tiền mặt nè. Thì anh em nhấn vào ha. Đây. Rồi anh em nhập số tiền cần rút ha Thì ở đây mình đang có là Ví dụ anh em để giao diện tiếng Việt thì nó bị lỗi nha Anh em chuyển qua giao diện tiếng Anh này Thì mình sẽ rút 43.000 nha anh em 43.000 luôn ha Cho anh em xem Rồi à, Sau đó mình sẽ bấm chữ withdraw ha Đây Ok Thì nó yếu à, Mình sẽ dịch ra luôn ha Mình dịch thử nè nó, nó nói cái gì anh em Ví dụ mình bấm rút ha Số lần rút đã được hết sử dụng Vui lòng Vui lòng nâng cấp VIP à, Để trở lại thành chủ mỏ Ok thì tức là anh em ví dụ anh em ở vip 3 anh em sẽ được rút một lần. À, anh em ở vip 4 anh em sẽ được rút một lần nha anh em. Rồi anh em lên vip 5 anh em sẽ được rút một lần. Đó anh em lưu ý ha. Tức là à, cấp vip chúng ta à, sẽ thay đổi nếu như chúng ta không được tăng cấp vip đó, thì bắt buộc chúng ta phải lên vip. Mà ở cái này ứng dụng này đó, nó sẽ không có cái cái nút nạp tiền nha anh em. Cho nên đó, ở đây chúng ta chỉ cần muốn nâng cấp vip đó, thì chúng ta phải mời bạn bè. Mời bạn bè à, thì chúng ta sẽ được nâng cấp vip và khi chúng ta nâng có VIP lên đó thì chúng ta sẽ được rút miễn phí một lần à, mỗi 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 ngày ha ok thì anh em lưu ý nha thì ở đây thì mình cũng đã rút ở cái VIP 3 của mình rồi à, 15 đô lúc trước là 30.000 cái đồng LM mình đã rút về rồi thì mình hy vọng là mình sẽ cố gắng lên VIP 4 anh em để mình rút tiếp ha hoặc là có thể mình lên VIP 5 à, nếu như theo dự tính của cái đồng coin này anh em thì giá hiện giá trị hiện tại của cái đồng coin này mình sẽ lót cho anh em xem giá của nó thì tùy theo cái lúc lên xuống anh em cái lúc thì 0.5 cái lúc thì sẽ là 0.4 nha anh em, anh em lưu ý ha. À, thì khi mà chúng ta lên VIP á, thì nếu nếu như là một ngày anh em được 10.000 cái đồng LMM anh em thì anh em sẽ kiếm được tầm khoảng 5 đô một ngày. Anh em mà cái VIP 6 thì anh em sẽ được 10 đô một ngày. Anh em cứ lưu ý ha, nếu như chúng ta mời bạn bè thì ở đây cái group của nó này, đây là cái đó. Ví dụ anh em à, mời được số người tham gia vào cái đội nhóm group đầu của anh em á, càng cao thì anh em sẽ được lên cái VIP ha, rất là nhanh luôn. Ok. À, ứng dụng này thì nó khá là đơn giản như vậy thôi. Còn anh em nào muốn rút về cái sàn mà mình vừa để, anh em có thể tải trực tiếp trên cái app này cũng được ha Đó, tải trực tiếp ở đây Hoặc là anh em cứ click đường link dưới phòng mô tả của mình anh em là có một cái uh, link của cái ứng dụng này uh, Cái sàn này, anh em cứ tải về Sau đó anh em chỉ cần đăng ký bằng cái tài khoản Gmail mà anh em đã đăng ký bên cái sàn này nè Anh em rút về thôi uh, Đặc biệt cái con này thì anh em phải lên VIP uh, thì nó sẽ thay đổi cái mức rút khác nhau nha, anh em lưu ý và nó sẽ cho chúng ta rút tùy theo mức cấp độ VIP ha Ví dụ như mình nghĩ theo mình nghĩ từ cái VIP 4 anh em từ cái VIP 4 đến VIP 6 mình nghĩ nó sẽ cho rút thoải mái nhưng mà ở cái VIP 1, VIP 2, VIP 3 thì nó sẽ giới hạn mức rút ha tức là anh em chỉ được rút một lần duy nhất thôi anh em phải chia sẻ cho bạn bè của mình thì cái đường link này là anh em cái đường link này nè thì anh em cứ chia sẻ thôi và ứng dụng này thì nó sẽ không có cái mục nạp tiền để chúng ta nâng VIP đâu chúng ta phải mời bạn bè chúng ta mới lên VIP được anh em lưu ý nha thì mình cũng hy vọng là để cho À, nhiều anh em à, kiếm được tiền và nhiều anh em có thể là à, có được cái mức VIP cao thì anh em phải chịu khó chia sẻ lên cái đội nhóm kiếm tiền à, Terra Ram mà mình luôn để những cái đội nhóm kiếm tiền bên dưới, á, anh em có thể chia sẻ trong nhóm cũng được nha. Rồi, à, sau đây mình sẽ random cái video của những ngày trước cho tất cả anh em nha. Video của 6 ngày trước anh em thì mình đang thấy là có 246 lượt xem ha, chắc có lẽ mình sẽ random cho hai bạn may mắn ngẫu nhiên nha. 77 lượt comment hợp lệ nha anh em. Ok, mình sẽ chọn bạn đầu tiên nè, Phan Hữu Thắng ha, là người đầu tiên. Và người cuối cùng anh em thì may mịt mù thì hai bạn này hãy liên hệ qua Telegram nhận thưởng nha. Bye bye.